Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì con Tân sẽ biểu diễn mỗi chiếc gậy này cho các bạn xem. Thì ở đây các bạn thấy ở đây là bóng đèn và hai cái vải hai bên. Thì Tân sẽ cút gậy ở hai cái nhụy vải này mà không va chạm vào cái đèn này. Và khoảng cách giữa đèn và cái vải thì có 5 phân đấy các bạn. Đấy, chỉ có 5 phân thôi. Sắp tới thì con Tân sẽ biểu diễn rất nhiều tiết mục đặc sắc. Thì mời các bạn cũng đăng ký kênh để cùng theo dõi nhé. Con Tân sẽ bắt đầu thôi. Nó định vào hai phát rồi các bạn. Bóng đèn vẫn nằm yên. Đấy, cho các bạn xem khoảng cách đấy. Mình tưởng đâu là bảo toàn được cái bóng đèn này đến cuối trận nhưng mà nó đã bị vỡ mất rồi. Thôi vậy thì mình sẽ hẹn gặp các bạn trong những tiết mục tiếp theo nhé. Xin chào các bạn.